Chào mừng trở lại. Anh tiếp tục làm nhiệm vụ nào? Ê, rồi, tôi nhiệm nhảy. vụ của anh ấy nào? Tôi nhảy dù làm phát quả ấy xong rồi ông lấy máy bay đón tôi nhá. Tôi nhận nhiệm vụ đi chứ. Đấy. Tôi xem nhiệm vụ gì đó. Làm tiếp thằng Pierce sinh này làm nốt đi này. Thì đấy. Thằng hấm này. Rồi. Ấy ông tôi ấy xong ông lấy máy bay đón tôi nhá. Tôi nhảy dù phát. Không biết máy bay, hết máy bay rồi, đang nói chuyện hay sao ấy, không có máy bay. Since when have we done things the easy way? True. So what's the plan? Kill everyone we see and find Loren? Makes sense. Meet me at the penthouse. I'll call Shandy. Shandy, it's time. Shandy, for the Shandy. I am gonna kill that son of a bitch. Don't worry. I'm gonna kill that son of a bitch. Đi đi. Có nút ấn phát ngắm luôn không nhỉ? Đi ông ơi, nhảy xuống đi. Nào. Từ từ. Ra đây. Anh em mình free phone link. Cùng nhau. Đây. Cái gì đấy? nhảy thế như nào? Từ từ đã. Sao đây lấy đà. Đây lấy đà. Đúng rồi. Từ từ cho lấy đà lại á, cho nó thở hết cái đà đã. Đây đừng ngay đừng. Nào ấy. Vừa bay như nào ấy. Đấy giữ ship xong chạy ông nhảy thôi. Đấy. À. Ôi giời vãi ngã, đau quá. Đi. Lên đây. Từ từ cho hồi lại lực á rồi đi. Hồi chưa? Hồi hết chưa? Rồi. Đếm đi. Con nhìn con này giống kiểu Hitman phiên bản nữa. Đúng rồi. Con sen đấy, mấy con sen. Đếm đi. Rồi. 1 2 3. Yeah. 1 2 3 thả dù nào. Ôi, bay kiểu tóc của máy lên này. Ê ngã, tí chết. Sời, sướng vãi. lại về đây. Lại về đây à? Ơ cái điệp mẹ. Bựa vai. Ui lưu đạn. Hay rồi. Ui khẩu gì này? Ui cho tao. Ấy cho tao khẩu đấy. Em rất là mạnh mẽ, em cầm súng. Ấy bọn mình cầm súng đều ấy. AK-74, cái gì ấy? Ủa, slow motion à? Trời, khệnh quá. Cái gì ấy? Bừa vãi. Nhà rất là bốc. Trời, nhìn thằng da đen kìa. Bừa vãi. Trời, vây tóc. Tóc còn đéo đâu mà vây. Tóc còn đéo có. Đổi cái mũ mẹ. Sao? Giờ sao? Bắn nhau à? Chắc mẹ phá loạn cái ấy quá không ạ? Ui giời ơi. Cái gì ấy? Được quá đoạn cutscene. Mẹ. Ui, 4 lần này 4 đứa không ạ? Nó cứ hỏi mẹ tiền thuê nhà gì ấy, đáng biết. Tiền thuê nhà. Chú tập trung lá này sẽ đẹp mẹ. Ok. Ê. Ê, tự nhiên xuất hiện thằng xe máy. Thằng Johnny đẹp trai trên. Ui, tất cả con Shady. Đấy. Đêm TV hết, mỗi anh em mình không lên. Anh em nhân vật chính. Tập trung lái cẩn thận đi, thằng này. Nếu mà tin tưởng thì lái được. Nứt có tí về sửa. Ui nhìn khói như kiểu mẹ khói đánh rắm không ạ? Ê. Anh lái hơi lụa, có bằng rồi, mới có bằng từ hôm qua. Bằng được 24 giờ. Có hiệu lực được 24 giờ rồi. Sời. Ê. Đấy. Đố mày đi được cả đoạn mà không đâm phát nào ấy. Thách nhá, mẹ thách tiền nhá. Đậu má. Đi nhanh luôn ơ. Tí được ăn cho 1000 tiền ở trong game. Quá cho, là phóng ạ. Đây nhá. Cho 1000 đô trong Steam. Các bạn làm chứng đây. Trong game. Trong Steam. Ê. Xuống bắn nổ xe ra. Đi. mấy đằng bắn siêu bắn sát rồi không thằng hai bị điên ông ơi. Kiểu nó vô vọng, kiểu vô vọng vãi. Đi lên ông ơi. Ui, thằng to. Đâu. Ui. Ui, nó đấm vào con nó luôn. Hải điên mẹ rồi. Ê, thằng điên, tao đéo chơi cả mày. Bắn này, cá mập này. Bắn vào đầu lên, đó. Lên này, cá mập lên này. Lên đi, đúng thế. Ê, đúng rồi tôi.
Ê, đâu đuổi, đuổi, đuổi. Ê, sao tôi toàn đuổi tao ấy? Đâu? Ui, ui, thằng điên, chết mẹ em đi. Chết. Ăn nó đầu xuống đâu. Why didn't we wait to do that until after we kill Loren? That's a really good question. We should move. We should move. Đứng kìa. Gọi elevator. What did you do? It wasn't me. It just stopped. giọng thằng da đen ghét vãi. Kìa kìa kìa. Giọng rất là kiểu mẹ. Úi giời ơi. Vãi cả cắm vào. Mày nổi loạn với tao à? Hả? Lên. Ui vãi cả cắm vào. Đáng hiểu sao lúc nó lên lúc nó không lên. Ờ. À, ông phải bắn máu máu bắn máu vào người. Có máu thì nó cá mập nó mới lên đúng không ạ? Sao bắn máu là sao? Cá mập nó thèm máu mà, nghĩa là mình phải bắn máu vào người bọn này. Bắn thẳng đấy. Gì? À, hiểu rồi. Đấy, bắn máu vào người đấy. Đấy, bắn vào người thằng này này. Đấy, ơ ngã. Mẹ tự tay bóp ra. Ơ chết rồi, tôi bị kẹt chứ. À đây không phải. Ê, thằng Pierce nhiên nó đi theo mình vậy. Đồng đội trung thành. Mẹ nó đánh bom cặp tử hết rồi. Đúng đấy đổ đã. Nhìn ông Vũ chạy mẹ Melly vãi. Trong khi nhân vật mẹ nữ tính. Đáp bom rất là nghệ thuật. Đáp bom rồi nhảy lên đáp. Ờ nhảy lên đáp. Một thằng béo. Đã bom chết mẹ, chính là bom. Này có giáp nhá. Ôi, nó đuổi. Ôi, nó bắn lửa. Ôi. Lấy súng cá mập bắn chết mẹ đi. Tôi còn mỗi viên thôi. Ôi, vãi đi. Đi ra, đã bom. Bọn người đứng hết gần rồi, đã không có bom được. Khỏe vãi. Cá mập đâu, cá mập đâu, lên đi cá mập. Đậu má lúc đang cần chết mẹ mày. Chết, ngã, giật điện chết luôn. Ôi, đám bông kia. Chết luôn. Chả nói gì. Nó chết luôn. Chả nói cái đéo gì. Ui Vũ. Vũ. Ôi. Thằng nào dây vào tao. Thằng này nó có cái gì đấy. À, nhìn này nó sinh sản vô tính mấy thằng to này. Sinh sản vô tính á. Đấy, để tôi bắn thôi, để tôi bắn thử. Lấy cái bình to to này. Để tôi bắn thử. Thấy chưa? Mấy cái bình hồng hồng ấy. nhìn tôi chạy bựa vãi. Đâu? Ờ, thằng bắn. Chạy chậm vãi. Thế. Đấy, tôi bắn, đừng bắn. Đi mẹ thằng này. Đi ra. Đi mẹ thằng này. Còn đầy kìa bắn đi ạ. Mày. Vãi, đi rất là kiểu phong cách nhá. Rất nhẹ nhàng. Vãi chết hết. Ăn lửa vẫn là ăn phát đạn. Mày. Còn nhiều đạn lắm. Có đạn không? Còn nhiều đạn lắm. Ô vãi. Đừng mà mất súng nhá. Ở đầu má, mất rồi. Cái gì ấy? Nhìn cái gì ấy? Cái gì? Người à? Ồ cái gì? Còn chết chết chứ. Ui bạn nhìn. Ui vãi. Philip likes his things custom made. And for his brutes, I am the master. Nó lên giống như thằng này hay sao ấy? Why are you still strung up if they already cloned your ass? The copies are flawed. They have my brawn, but not my brain. I can help you. I can help you. À thằng này, thằng này chắc là thằng chính rồi. What can he do anyway? Those wires and shit. Nó sẽ cảm ơn tính từ thằng này. Trust me. I'm still strong enough to kill Celine. Bắn cái này nè. Ê, đừng làm gì nhá, thằng kia. Thằng béo. Sao mà mông bé thế mẹ? Ê. Người chỗ nào cũng to mỗi cái mông bé. No time. Kinh. Không cần à? Không cần quần áo mẹ, gấu vãi. Rất là mắt mẹ. Last time a big naked dude. Big naked dude.
đi ông ơi. Ấy máy ngon. Ui nó che màu luôn này. Ui vãi, mông còn đít, mông bé thế. Này phải để 18 cộng không ạ? Không con gái các bạn nữ các bạn đi xem. Chết. Đi 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 đi. Đây cơ mà, đi theo thằng này. Thì phải chạy bựa vãi. Chờ tao chúng mày. Nhìn đít kìa. Đít to vãi. À đít bé vãi nhầm. Sao chạy chậm này? Ừ. Dũng lên cầu thang này, đi chậm 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 chậm. Glorified pin cushion? I think it's best for our friendship. I never elaborate. Come go. Just know that the enemy of your enemy is your friend. Đi ra. Hai cho mày đứng gần tao. Hai đi ra. Ờ chết rồi, bắn đầm. Bắn đi á. Đi ra. Vũ cho tôi, thằng chó ấy. Lorenzo. Ê nhìn nó kìa. Ê ê. Ê thằng ra. Chạy mẹ rồi. Ê thằng ra, thằng ra. Giết giết giết. Bắn chết mẹ đi. À, ok. Thằng Governor. À Governor ở trong Walking Dead thế. Ờ. Fuck that. Ờ cái gì á? Ờ làm điều gì á? Cái gì á? Vãi rồi. Ờ cái gì á? Ờ vứt mẹ súng rồi. Tôi vứt mẹ súng của tôi rồi. Vãi gì thằng ngu này. Súng đang ngon, động má. That was for you, Johnny. Chết rồi, chết rồi. Tao cả mày bị đè chết rồi. Sao xuống nước anh thôi. Cái gì anh? Ê, 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 á. Thái, thái, không phải, thái, thái khác. Thằng Philip, thằng Philip. Này, thằng Philip ông ơi. Bắn chết mẹ đi. Chết mẹ mày. To lên mẹ cũng chết. Đấy, mẹ thằng già ngu rồi chết này. Gì? Úi dồi ôi. Ôi. Mẹ thằng bé đang hút thuốc ra vẻ. Bắn chết cụ đi. Ok. Sao mày? Cái gì vậy? Cái gì trong này? À, destroy the building. Không, từ từ đã, phá hủy cái tòa nhà hoặc là phá bom đi. Phá phái. Phá tòa nhà. Không, giữ nhà này của mình, giữ lại lấy nhà căn cứ mình. Ôi chạy mẹ rồi. Không lấy được đâu. Cao này chắc không phải của mình rồi. Giới được mà, nhà của mình phá mẹ đi rồi. Ờ thế à? Vậy. Ai mà biết? Sao ông chạy ra luôn à? Nó phá bom thì lấy được cái nhà này. Giời. Chán vãi luôn. Ôi nhà này cao nhở. Ôi giời ơi. Ê lấy được cái gì ấy? Ui homie thằng to đùng nè. OLED.